thầu như em thấy ở đây là chủ cho thuê là chính, đô thị Phú Lương. Đây là các đô thị mới đang xây dựng. Chốt bảo vệ chả có ai. Để ra cái chỗ lúc nãy anh em mình quay lại đấy. Ui dồi, cái khu kia là khu gì? Có mấy tòa nhà cao cao. Yeah. Dạ. Hạ cầu. Hạ cầu. Hạ cầu. Hạ cầu. Các cái nhà hàng ăn uống hay vào cái khu vực này. À. Tầng. Xuân Mai Group. Mê Linh Plaza Hà Đông. Đây là xây cầu chín rồi, nghĩa là trong đó là cái gì? Khu trong này là khu nạm đấy. Nghĩa trang. Nghĩa trang Văn Điển à? Đúng không? À. Đây là nghĩa trang đấy chứ. Vâng, nghĩa trang rồi. Cái nghĩa trang Hà Đông hay nghĩa trang Văn Điển? Đó là nghĩa trang Hà Đông. Đây mấy cái tòa nhà chung cư. Mê Linh Plaza Hà Đông. Đường này là đường Tô Hiệu. Tô Hiệu à? Tô Hiệu thì hình như lúc nãy mình cũng đi qua đường này rồi. Đâu, đã đi qua đây đâu. Đi chưa nhỉ? À, lúc nãy đi là Tô Hiệu cơ. À. Chỗ kia có quốc huy của Việt Nam, không biết là tòa nhà của ban ngành nào.
đây là về đường Quang Trung rồi anh ạ. Quang Trung là đi lên Nguyễn Trãi. Đây đường sắt, đường tàu điện trên cao đây. Không biết là bao giờ khai trương. Hình như em thấy bảo chạy thử rồi mà. Chạy thử nhưng mà chưa vận hành chính thức. Vâng, chưa đưa vào vận hành. Chạy tốc độ 200 km/h ác lắm. Đâu, còn 80 thôi. 80 à, được 200. 200 thì nó văng xuống đường. với cái thời đại công nghệ 4.0 này. 80, 90 là ác lắm nhỉ. 80 là chậm. Vâng. Nước ngoài người ta chạy đến mấy trăm km/h. Đây là đường Quang Trung, đường Quang Trung Hà Đông. Đây là mình đi đang ngược về hướng Nguyễn Trãi đúng không anh? À hay là đi ngược Nguyễn Trãi qua Royal City, thăm lại Royal City cái. Mình sẽ rẽ vào cái chỗ Mỗ Lao. Hả? Mình sẽ rẽ vào cái chỗ Mỗ Lao. Mỗ Lao à? Khá đẹp. Đang Việt Kiều châu Âu. Hình như là của quận Nam Từ Liêm rồi. Cái này là... hay là Nguyễn Trãi? Vẫn là gần Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nên làm sao mà Nam Từ Liêm được. Trời nó sầm xì. Nhưng mà rất là ủng hộ anh em mình. Đấy, lúc nãy ở Văn Phú vừa mưa đấy. May thế. Đi đến đấy lại tạnh. Trời lại đẹp. Thằng cu em nó bán trà đá, nó bảo mưa hai lần. Mưa lúc nó lại tạnh. Mấy anh lính bộ đội kia chắc vừa đi tập về quân khu thủ đô ấy. Giờ mới đến đây là sở nội vụ, sở tư pháp đó. Không phải đây là sở tư pháp Hà Nội. Đấy. 221 thành ủy ở đây này. Thành ủy Hà Nội bây giờ chuyển về Hà Đông rồi.
Đẹp quá. Và đây là khu nào anh? Mộ Lào. Dạ? Mộ Lào. Mộ Lào à? Ừ.